Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Về lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Xe tăng Nga dùng đạn lập trình chống bộ binh Ukraine. Xe tăng T-90 Nga khai hỏa đạn được lập trình về thời điểm nổ nhằm đối phó với bộ binh Ukraine ẩn nấp trong chiến hào. Đại tướng Oleg Sanyukov, tư lệnh lục quân Nga, trong bài đăng gần đây trên tạp chí quốc phòng Ristor cho hay quân đội nước này đang sử dụng rộng rãi các loại vũ khí mới hoặc được phát triển gần đây trên chiến trường Ukraine, trong đó có đạn lập trình 30F-82 trang bị cho xe tăng T-90. 30F-82 là đạn nổ mạnh cỡ 125mm được Nga phát triển từ hơn một thập kỷ trước. Loại đạn này nặng 33kg, sử dụng kiếp nổ đa năng có thể lập trình trước. Trước khi xạ thủ khai hỏa, máy tính đường đạn có thể lập trình sẵn quỹ đạo bay, điểm nổ để nạp dữ liệu vào quả đạn. Điều này giúp đạn có thể kích nổ theo cơ chế đã được thiết lập trên hành trình bay, thay vì phát nổ khi chạm mục tiêu như các loại đạn thông thường. Cơ chế này giúp 30F-82 có thể đánh trúng bộ binh đối phương đang cố thủ trong chiến hào hoặc công sự, vốn rất khó đối phó bằng đạn nổ văn mảnh tiêu chuẩn như 30F-26. Tướng Sanyukov cho biết xe tăng T-90M Vopri với pháo chính 2A46M5 bắt đầu sử dụng đạn 30F-82 trong hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Loại đạn tương tự dành cho pháo cỡ nòng 30mm được đánh giá là cần thiết cho xe chiến đấu bộ binh nhằm hạ bộ binh đối phương để ẩn nấp sau vật cản, cũng như giúp các tổ hợp phòng không hạ máy bay không người lái UAV hiệu quả hơn. Quân đội Nga chủ yếu sử dụng các biến thể xe tăng chủ lực T-72 trong xung đột với Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, Nga đã chuyển khoảng 200 chiếc T-90 tới tỉnh Lugan để tham chiến. Kế tiếp, dự luật ngân sách mới của Mỹ không có gói hỗ trợ Ukraine. Dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa, không có khoản viện trợ Ukraine, nhưng Tổng thống Biden tuyên bố Washington vẫn sát cánh cùng Kiev. Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh Mỹ của chúng ta, cùng toàn thể nhân dân Mỹ và người dân Ukraine rằng mọi người có thể tin vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời đi, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 1 tháng 10 đề cập đến vấn đề viện trợ cho Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng cho biết việc yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine là mục tiêu cấp bách trong thời gian tới. Hạ viện và Thượng viện Mỹ trước đó thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa trong 45 ngày tới. Tuy nhiên, dự luật không có khoản viện trợ nào dành cho Ukraine. Tổng thống Biden cho biết Đảng Cộng Hòa đã cam kết cung cấp viện trợ cho Ukraine thông qua một cuộc bỏ phiếu khác. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng không cho phép làm gián đoạn hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Tôi mong đợi Chủ tịch Hạ viện sẽ giữ vững cam kết đảm bảo những hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ Ukraine, ông Biden nói. Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mỹ hồi tháng trước, ông Biden đã cam kết Washington sẽ duy trì hỗ trợ Kiev bất chấp phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Mỹ là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và cũng dẫn dắt các đồng minh cùng hỗ trợ Kiev từ khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Quốc hội Mỹ tới nay phê duyệt 110 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó có 49,6 tỷ USD viện trợ quân sự, 28,5 tỷ USD viện trợ kinh tế, 13,2 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và 18,4 tỷ USD để tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của Mỹ nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Ukraine. Tin tiếp theo, Thái Lan loay hoay với lực hợp pháp hóa cần sa. Thái Lan hợp pháp hóa cần sa hơn một năm qua, nhưng chính phủ mới lại muốn đảo ngược lực này có thể gây tác động lớn tới xã hội. Mở cửa hàng bán cần sa không phải tham vọng hàng đầu của Wassaya Lemvian, cựu luật sư đến từ thủ đô Bangkok, Thái Lan, lần đầu tiên tìm đến cần sa y tế như một hình thức chữa trị thay thế để đối phó với chứng trầm cảm. Tôi đã phải vật lộn với chứng trầm cảm trong nhiều năm, Lemvian nói, tôi thấy mình khá hơn nhờ cần sa, vì vậy, khi nó được hợp thức hóa, chúng tôi quyết định mở một cửa hàng. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, hai ngày sau khi Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa cần sa, Lem Vizan và chồng cô, Ninrik Attaprik, cũng là luật sư, đăng ký giấy phép trồng và bán loại cây này.
Nghề luật sư chịu rất nhiều căng thẳng. Chúng tôi muốn hướng dẫn mọi người cách thức thu được lợi ích nhất từ việc sử dụng cần sa đúng luật, cũng như trách nhiệm đi kèm với nó. Astrid nói, trong một năm qua, Thái Lan đã chứng kiến một làn sóng bùng nổ cần sa với các điểm bán mọc lên ở hầu hết mọi thành phố, thị trấn trên khắp cả nước. Trước đây, Thái Lan coi cần sa là bất hợp pháp, với bản án tù dài hạn dành cho những ai bị bắt khi buôn bán loại chất cấm này. Song điều đó đã thay đổi sau khi cần sa được hợp thức hóa hoàn toàn. Du khách đến phố Khao San nổi tiếng ở Bangkok hay các quận trung lưu ở Thao Loan đều sẽ ngửi thấy mùi cần sa hòa lẫn với mùi cay nồng từ các món ăn đường phố. Những thành phố như Chiang Mai thậm chí còn tổ chức lễ hội cần sa. Nhưng kể từ khi chính phủ liên minh bảo thủ hơn của Thủ tướng Vettha Thavisin lên nắm quyền đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Thái Lan có thể đảo ngược lực hợp pháp hóa cần sa. Vấn đề ma túy gần đây đã lan rộng, đặc biệt là ở vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Chúng tôi không cần thêm một vấn đề nào khác nữa, tân thủ tướng Repsa tuyên bố. Luật cần được viết lại, chúng ta có thể quy định cần sa chỉ nên dành cho mục đích y tế. Vẫn chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến Levian và Astanric như thế nào, cũng như vô số cơ sở kinh doanh cần sa khác, nhưng tương lai có vẻ không mấy tươi sáng với họ. Tình hình ở Thái Lan rất phức tạp, nhưng hầu hết các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi không phản đối các quy định mới nếu chúng nằm trong khuôn khổ hợp lý và dễ tuân thủ, cô cho hay. Bản tin thứ tư, ông Trump sẽ ra tòa để bảo vệ danh dự. Donald Trump tuyên bố sẽ tới New York để chiến đấu vì danh dự tại phiên tòa xét xử ông với cáo buộc khai khống tài sản, thu lợi bất chính. Tôi sẽ ra tòa để đấu tranh cho tên tuổi và danh tiếng của mình. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Trump Social của ông hôm 1 tháng 10, đề cập tới phiên tòa dân sự ở New York. Tòa án và lực lượng thực thi pháp luật ở New York, Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản ông Trump xuất hiện tại phiên tòa ở Hạ Manhattan, dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ ngày 2 tháng 10, tức 22 giờ giờ Hà Nội. Nguồn thạo lịch trình của cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông Trump đã tới thành phố New York từ đêm 1 tháng 10 và nghỉ tại tháp Trump ở Manhattan. Tổng trưởng lý New York Letitia James hồi tháng 9 năm 2022 đệ đơn kiện cựu Tổng thống Trump cùng các cộng sự của ông với cáo buộc thổi phồng tài sản thêm 17-35%, tương đương từ 812 lên 2,2 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021 với các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm hưởng phản vay, hợp đồng bảo hiểm có lợi hơn. Tổng trưởng lý James hôm 30 tháng 8 công bố tài liệu chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của Trump đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD. Trump bác bỏ cáo buộc, cho rằng cơ quan tư pháp New York có hành động can thiệp bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông nợ rất ít và sở hữu khối tài sản cực lớn. Tuy nhiên, thẩm phán vụ án tháng trước tuyên bố cựu Tổng thống Mỹ phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận này, thêm rằng ông đã thổi phồng tài sản trong báo cáo tài chính trong suốt một thập kỷ. Ngoài vụ kiện nhân sự ở New York, ông Trump đang đối mặt với 4 phiên tòa hình sự vì những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông, bao gồm 2 vụ án cấp bang tại New York và Georgia, cùng 2 vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời kỳ giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin cuối cùng ngay trong ngày hôm nay luôn nha. Nỗ lực phút chót cứu chính phủ Mỹ khỏi đóng cửa. Sau nhiều tuần bế tắc và thỏa thuận cấp ngân sách, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa với quyết định phút chót của Chủ tịch Hạ viện McCarthy. Hôm 29 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy biết rằng nếu muốn ngăn chính phủ đóng cửa, ông có thể phải dựa vào các nghị sĩ đảng Dân Chủ. Đây là điều mà ông đã cố gắng né tránh suốt nhiều tháng qua dưới áp lực của phe cực hữu trong đảng Cộng Hòa, bên đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện với đa số mong manh. 8 phút trước khi bước sang ngày 30 tháng 9 và chỉ còn khoảng 24 giờ để tìm cách thông qua một thỏa thuận ngân sách ngắn hạn ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa, ông McCarthy lặng lẽ trình dự luật mới. Tại cuộc họp của đảng Cộng Hòa ở Hạ viện sáng 30 tháng 9, ông bất ngờ thông báo sẽ ủng hộ dự luật ngân sách lưỡng đảng để nó có thể được thông qua ở Thượng viện, vốn do đảng Dân Chủ kiểm soát, nhằm giúp chính phủ tiếp tục mở cửa tới ngày 17 tháng 11, theo nguồn tin thân cận với ông McCarthy. Tuy nhiên,
ông sẽ cắt khoản viện trợ cho Ukraine trong dự luật này để dành ngân sách cho cứu trợ thiên tai tại Mỹ. Do không nhận được đủ sự ủng hộ từ toàn bộ 221 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông đặt cược rằng các nghị sĩ Dân chủ vốn chiếm 212 ghế tại Hạ viện sẽ cứu dự luật này. Quyết định của ông MC Carthy được xem là động thái thách thức những người theo đường lối cứng rắn trong đảng Cộng hòa vốn kiên quyết phản đối dự luật. Một số người như nghị sĩ Cộng hòa McGahn thậm chí đe dọa tiến hành bỏ phiếu lật đổ chủ tịch Hạ viện Mỹ nếu ông thông qua dự luật với sự ủng hộ của phe Dân chủ. Ngay cả các thành viên giai đảng Dân chủ ban đầu cũng hoài nghi dự luật được ông MC Carthy đệ trình vào khúc chót. Họ khi đó chưa đọc kỹ dự luật 71 trang trước giờ bỏ phiếu và tin rằng chủ tịch Hạ viện thuộc phe Cộng hòa đang tìm cách đánh úp họ. Phe Dân chủ không tin ông MC Carthy soạn thảo một dự luật sạch và lo lắng nó bao gồm cả những điều khoản mà họ không muốn. Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, đã tận dụng quy tắc cho phép lãnh đạo các đảng phát biểu trong thời gian tùy thích để giúp đảng Dân chủ có thêm 52 phút xem xét dự luật. Tuy nhiên, phần khó khăn hơn là đạt thỏa thuận ngân sách cả năm. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng các bên sẽ quay lại với bế tắc cũ sau hơn một tháng, vì dự luật ngân sách tạm thời không giải quyết được những tranh cãi lớn hơn giữa đảng Cộng hòa Hạ viện và Thượng viện. Thanh hy vọng điều này sẽ không xảy ra, bởi vì lợi ích tốt nhất của mọi người là không phải đối mặt bế tắc như chúng tôi, nên họ không phải chạy đua với hạn chót và nguy cơ đóng cửa chính phủ, ông nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.